Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên là Trần Thị Nữ. Chị Nữ ha. Chị Nữ. Chị Nữ là quê quán ở đâu đây? Dạ, quê quán ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Quảng Nam. Vậy là chị mới từ Quảng Nam vào đây hay là chị làm việc ở trong này? Làm việc trong này lâu. Trong này ha. Hôm nay chị về đây nhờ hiệp sĩ giúp đỡ gì đây chị? Tìm con. Tìm con. Con trai của chị. Con trai. Con trai của chị họ tên đầy đủ là gì? Huỳnh Thanh Tính, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2005. Mới 19 tuổi. Mới 19. Con trai bỏ đi ngày nào? Đi bữa thứ tư là đi bữa thứ tư. Đi hôm qua hả? Hôm kia, hôm qua là thứ năm. Ồ vậy hôm nay là thứ sáu hả? Hôm nay thứ sáu. Dạ, vậy mới được 2 ngày. Ngày này là 3 ngày. Dạ. Chị có thể chia sẻ lại cái sự việc con trai nhà mình bỏ đi như thế nào cho tất cả cô chú anh chị được biết. Con trai chị lên mạng thấy tuyển việc làm, xin vô làm. Rồi ông chủ đó mới gọi là ra bên 8 giờ kém 15 là từ nhà ra đi ráp ra bến xe An Sương là sẽ có người đón lên xe. Rồi đi tới 9 giờ là mẹ gọi điện là con đang tới đâu nè, con đang tới Gò Dầu thì còn 10 cây nữa là con tới Tây Ninh. Trời đất ơi. Rồi còn là bắt đầu 11 giờ trở lên tới nay là không liên lạc được. Rồi chị chia sẻ phát là em biết là con chị bị như thế nào rồi đấy. Con nhà mình xin việc làm trên mạng hả? Trời ơi. Cái này anh em đã cảnh báo rất nhiều rồi mà. Không riêng gì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cảnh báo mà rất nhiều trang báo chí truyền thông đã cảnh báo về vấn đề xin việc làm trên mạng, đặc biệt là việc nhẹ lương cao. Tại vì hoàn cảnh chị khó khăn, không có nhà cửa cho nên nó thấy lương cao nó nhảy vô nó làm, nó xin phụ mẹ giúp gia đình. Chị bình tĩnh nào. Bây giờ khó khăn sẽ chồng chất khó khăn, em nói nghiêm túc đấy. Mong cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho chị tìm con giùm chị. Chị có một đứa con. Có gì chứ chị không sống nổi. Chị bình tĩnh nha. Bình tĩnh cho em nào để em giúp chị nào nha. Trước kia là con trai nhà mình làm công việc gì? Vẫn đi học à, mới thi xong 12 ạ. Nó học bên ngành ô tô ạ. Công nghệ ô tô hả chị? Công nghệ ô tô. Vậy là cả gia đình nhà mình là hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn. Chị là làm công việc gì đây? Chị ở nhà giữ trẻ. Còn ông xã chị? Ông xã làm hồ. Trời đất ơi. Vậy là con trai chưa có đi làm ở đâu hết? Chưa. Chưa có đi làm ở đâu hết mà dám lên mạng đi tìm việc làm luôn hả? Nó thấy gia đình khó khăn, thấy lên mạng lương cao, nhảy vô là xin đi con đi làm để phụ giúp cho mẹ, ba mẹ. Trước khi đi làm là em nó có xin phép gia đình hết không? Có, nhưng mà chị nói nó kêu thôi con đi làm, kệ con đi, con kiếm tiền nhiều giúp gia đình. Vậy là chị cũng như ông xã của chị vẫn biết là con trai nhà mình sẽ đi làm và đặc biệt là... Ba nó không cho đi, ba nó nói ở nhà đi, nhưng mà ba nó nghe nó nói vậy thì ba nó tưởng là nó không đi. Ai nhà đâu nó đi luôn. Còn chị biết nhưng mà chị vẫn cho con đi. Thì chị biết nhưng mà chị mới hỏi nó là nó đi lúc mà 9 giờ chị điện á thì chị mới nói là con đi tới đâu thì nó đi tới Gò Dầu rồi. Thì chị mới nói là con đi lên đó coi sắp xếp công việc xong rồi con về nhanh nha. Nó dạ. Xong rồi bắt đầu là cái chị mới nói là chị mới hỏi nó là ai chở con về. Nó nói là mấy anh nó chở con về. Rồi thôi là bắt đầu 11 giờ tới nay là không liên lạc được. Con trai nhà mình có nói với chị rằng là đi làm công việc đó là công việc gì và bao nhiêu tiền không? Công việc đó là bốc vác hàng trái cây lên xe. Biết ngay mà. Đi từ bến xe An Sương lên cửa khẩu đúng không? Lên Tây Ninh rồi về lại chợ đồ mối. Họ có nói là trả một tháng bao nhiêu tiền không? Có 13 triệu ạ. Đó là những cái chiêu trò. Đó là những cái chiêu trò hiện nay đang xảy ra rất nhiều. Bởi vì những cái trường hợp, những cái câu chuyện như chị vừa chia sẻ, cái công việc đó đó là rất nhiều người bị rồi. Và tới giờ phút này con nhà mình sập bẫy. Em nói thẳng cho chị để chị chuẩn bị tâm lý luôn nha. Là con nhà mình tới giờ phút này là bị lừa và bán quả cam. Khả năng rất cao chị ạ. Bởi vì cái lý do
là cái công việc á, tức là cái công việc là gọi là bưng bê trái cây á, Bưng phụ bê giúp trái á, cây. rất nhiều người dính rồi, không riêng gì con nhà mình đâu. Cách đây một thời gian về trước thì cũng có hai cặp vợ chồng, cũng có một em bé. Người chồng thì thấy là vợ con khổ quá mà gia đình thì khó khăn, cũng kiếm việc làm trên mạng và nhận được cái công việc như vậy, rất mừng. Gia đình mừng lắm, mừng chưa được bao lâu thì lại khổ bấy nhiêu, đau bấy nhiêu, buồn bấy nhiêu. Cũng đó đó, cũng cái công việc là đi theo xe bốc trái cây đó, bốc vác trái cây đó. Nhưng rồi cuối cùng là sang tận cam luôn. Tại vì Đó. nó học trong nghề ô tô cho nên nó khoái cái xe tải lắm, nó còn đi để con trải nghiệm thêm. Chị trước giờ chị có xem mạng không? Mình có xem các kênh của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không? Hoặc là mình đã từng bao giờ mình nghe nói về việc nhẹ lương cao lừa bán qua Campuchia chưa? Tại vì coi anh Hải là nhiều cái việc cô gái lấy chồng bên Trung Quốc rồi này kia bị Nếu đánh đập. mình đã theo dõi kênh của anh Hải, không có lý gì là mình không biết cái vấn đề đó hết. Chứ lại ăn cắp xe đồ này kia Vậy là mình chưa biết về trường hợp này. chưa Trời đất thì chưa ơi, mình cảnh giác rất nhiều, anh em ở đây cảnh giác tuyên truyền rất nhiều, đặc biệt là anh Hải. Anh Hải live trực tiếp luôn để mà anh Hải tuyên truyền nói rất nhiều rồi. Con nhà mình là tính tình như thế nào đây? nó cũng hiền lành, nó không có ăn chơi đua đòi gì hết ấy. Đi học thì ở nhà thôi chứ không có đi chơi cái cà phê cà pháo nhậu nhẹt, không có gì hết. Mình trong này có bà con dòng họ gì trong này không? Có Mọi người 2 ngày nay có đi tìm không? 2 3 ngày nay á. thì cũng có ra cơ quan chính quyền rồi mà cơ quan chính quyền không được. Con nhà mình là đủ tuổi rồi mà, 19 tuổi rồi mà. Con nhà mình là tự nguyện đi làm, xin đi làm mà. Trừ khi con nhà mình mất tích bí ẩn hoặc như thế nào đó, đúng không ạ? Đúng, Bên cơ quan chức năng công an họ nói hay sao? họ nói là tại vì cái khi mà nó đi, thay vì cái ngày nó đi ra ngoài bến xe An Sương á, là người nhà chở đi, ví dụ người nhà thấy một cái xe đó, lên xe đó màu gì hay sao thì người ta mới trích camera. Cái này không có biết là đi xe ráp ra, không có biết cái xe nào, làm sao giờ công an vô cuộc xử lý được. Đó là công an ở xã Bà Điểm, Con nhà mình là lúc đi ra bến xe An Sương là bắt xe hay như thế nào đây? bắt xe ráp đi từ nhà ra bến xe An Sương Vậy là là có gom quần áo hết đi. không, có một bộ thôi, nghĩ là đi lên trên đó xin việc làm xong rồi đi về thôi, không có đem gì cả. Tức là lên để phỏng vấn coi việc làm như thế Đúng rồi, nào đem đúng phỏng không? vấn là trong bóp đem giấy tờ chứng minh nhân dân là đem đi hết. Lúc đó chị biết không? Mình có dặn dò con trước khi đi không? Có, chị nói thì lúc đó đi đó chị cũng vội vàng đi làm, chị nói con lên đó là xong rồi 9 giờ sau á, 9 giờ á là chị điện, 8 giờ nó đi, 9 giờ là chị điện đó, là chị có nói là con đi lên đó thu xếp công việc con về sớm nghe, là nó dạ. Vậy là gia đình nhà mình có mình em này là con trai thôi hả? Có Có một một mình đứa hả? con Có à, một đứa chị có một con hả? đứa con, Sao mình đẻ ít vậy? tại vì hoàn cảnh chị khó khăn lắm. Nhưng mà chị là người Quảng Nam nhưng mà nói tiếng rất dễ nghe. Còn nếu mà người mà nói tiếng đặc tiếng gốc Quảng Nam thì thật sự em ngồi đây em không Tại nghe vì được chị đâu. cũng vô lâu rồi nhưng mà cũng không có tiền để mua nhà cửa gì hết Không có, mình á. vào miền Nam lâu chưa? Năm 1986 Vào lâu ấy mấy hả? chục năm mà không có tiền mua nhà ở trọ riết á, 86 là ba mấy 30 năm 38 rồi năm trời rồi. ở nhà thuê nhà mướn không à, nhà trọ mà, chứ không có tiền mua nhà. Chị là làm công nhân hả? Chị làm giữ trẻ, À giờ trẻ, em xin lỗi. Còn chồng chị làm hồ ha. chồng chị làm hồ mà có ngày có ngày không, Bấp bênh. bấp bênh. Đặc biệt vào cái mùa này là mùa mưa nữa. Với lại năm nay làm ăn không có việc làm cho nên ảnh làm được mấy bữa rồi ảnh ở nhà được mấy bữa lại đi làm được mấy ngày vậy đó. Rồi xong rồi cứ làm được mấy ngày là tới tiền nhà, phải đóng tiền nhà. Tới giờ phút này chị sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì đây? Con chị sẽ gặp, đưa con kia và sẽ gặp đánh đập. Chị vẫn chưa tưởng tượng và chưa biết được cái sự việc mà đi qua bên Cam như thế nào đâu. Bởi vì chị Chưa có. chưa từng biết và chưa từng xem, chưa từng va chạm nên chị chưa thể hình dung ra được. Đúng rồi. Nhưng mà em nói tóm tắt lại rằng là qua đấy em nó thật khổ lắm nha. Rất khổ.
Nếu thật sự câu chuyện như chị chia sẻ thì cái khả năng là con nhà mình qua cam rất cao. Và đặc biệt rằng khi mà qua đấy rồi đấy, chị phải chuẩn bị nhiều thứ vấn đề. Thứ nhất là về tâm lý và thứ hai là về kinh tế. Em nói rất nghiêm túc, bởi vì có rất nhiều trường hợp như vậy thôi. Khổ, thật sự khổ. Đúng ra như thế này, cái này là không phải em trách chị, nhưng mà do chị thiếu hiểu biết thôi, và do con trai của chị thiếu hiểu biết, ít xem. Chứ đúng ra nếu mà như vậy á, mới học xong đúng không ạ, Mới thi xong 12 mới à? thi xong thì mình tìm một cái công việc gì đó ở Sài Gòn, ở Bình Dương, Đồng Nai, thiếu gì việc. Không có thiếu việc, mình làm công nhân cũng được mà, hoặc là Rồi mình phụ quán, mình làm cái này cái kia cũng được, 5-6 triệu, 6-7 triệu vẫn sống chị phà phà. nói ba nó nói thôi con ở nhà nghỉ ngơi đi. Vài bữa nữa ba dẫn xuống dưới kia ba xin chơi việc cho con làm ô tô. Nó nói làm cái đó ít tiền quá, Ít rồi tiền. thấy gia đình khó khăn. À, con muốn giúp ba mẹ. Thì nói chung là nó cũng hiền lắm, nó không phải là như người ta mà cái suy nghĩ mà đầu óc mà người ta sẽ lừa mình hay cái gì không nghĩ cái đó. Cho nên nó đi Ít tiền nhưng gần cha gần mẹ, được an toàn, được bình an, nhẹ nhõm. Còn làm việc nhiều tiền lấy đâu ra? Bây giờ là làm việc nhiều tiền chưa thấy, nhưng mà thấy trước mắt là khổ bản thân rồi đấy, mà không riêng khổ bản thân đâu mà khổ cả gia đình rồi đấy. bà ngoại 84 tuổi đương bệnh ở nhà ấy. Chuyến này là khó khăn, chồng chất khó khăn rồi, em nói thật lòng đấy, không phải là em nói để cho chị sợ đâu, mà em đang tâm sự thật lòng. Chị biết đó. Những gì em đã biết và em đã gặp thì em chia sẻ để cho chị biết. Và em mong rằng video này không riêng chị, vì đây nhờ anh em tìm con, mà cái mong muốn của em cũng là một cái thông điệp để em truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là các em, các bạn, các anh chị tuổi đời còn trẻ, mà đặc biệt là mong muốn tìm việc làm trên mạng với những cái việc làm là việc nhẹ để lương cao, thì mong rằng xem video này để mà cảnh giác, tránh né. Bởi vì thứ nhất, mình phải dựa vào cái năng lực của bản thân mình, trình độ của mình tới đâu, năng lực của mình tới đâu để mình đi làm. Và thứ hai, không có cái việc gì nhẹ mà lương cao đâu, làm gì có việc nào nhẹ mà tiền nhiều, không có đâu. Thì đi bốc hàng đấy, cứ nghĩ là đi bốc hàng này thì lúc đầu á chị nói cái đó là làm nó nói làm ngày 8 tiếng, ví dụ ngày nào có hàng thì đi, không có hàng thì ở nhà đó. Thì ngày 8 tiếng thì con làm, nó con làm được mà lúc trước con cũng đi làm phụ nhà hàng, con cũng bưng bê nặng thì cái đó con làm được. Nó nói lại là đi. Khổ, có thật sự khổ. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con của chị đi. Em vẫn hy vọng rằng là con nhà mình chưa bị lừa và bán qua Campuchia. Chị nói đi, chị tâm sự với con của mình, nói con nhà mình về đi đi, hoặc ở đâu đó liên hệ về với gia đình đi. Con ơi, con ở đâu con liên hệ về cho ba mẹ, bà ngoại đừng bệnh nữa nha con. Con về với ba mẹ, con liên lạc về với ba mẹ con. Quá khổ. Từ con đi con bỏ. Chị nói lớn lên là ba mẹ, ngoại, gia đình rất nhớ con, lo lắng cho con, không biết tới giờ phút này con đi đâu, về đâu, như thế nào, có được an toàn hay không. Nếu thật sự tới giờ phút này mà con bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, thì con phải gọi điện về báo tin để ba mẹ, gia đình có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Chị nói lớn lên À, con ơi con giờ con ba ba mẹ bà ngoại đừng mong chờ con, giờ con ở đâu con gọi điện về cho mẹ con có mạnh khỏe không, con gọi điện về cho mẹ biết đi con. quá khổ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua, anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải, không riêng gì anh em mà rất nhiều các đài truyền thông báo chí đã tuyên truyền về vấn đề việc nhẹ lương cao, đặc biệt là xin việc làm trên mạng rất là nhiều rồi, mà em không hiểu sao thì rất nhiều thanh niên vẫn 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 bị sập bẫy. Thì rất mong rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng là một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải sẽ tìm được em trai này, cũng như đây là một cái lời thông điệp muốn truyền tải tới tất cả mọi người, để mọi người xem, mọi người tránh né được, cảnh giác được, tỉnh táo được, để tránh trường hợp là sập bẫy của bọn chúng.
Thì nếu có chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp, cũng như là đưa em trai này sớm quay trở về đoàn tụ bên gia đình một cách an toàn nhất. Thì cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận. Chị cố gắng nha, chuyện gì nó đã lỡ rồi, bây giờ sao đây, bây giờ mình cố gắng thôi, mong chị hết sức bình tĩnh. Thì anh em sẽ đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con trai của chị. Chị có đồng ý cho anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Có. Chị còn điều nào chị muốn chia sẻ không? Mong cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho em tìm con em về giùm. Bà ngoại đương đau nặng ở nhà. Bà ngoại năm nay 84 tuổi. Vậy là hai vợ chồng anh chị với đứa con với lại bà ngoại sống trong này? Trong nhà luôn. Ở trọ. Bây giờ cái mức thu nhập như vậy mà con như vậy là rồi làm sao đây? Giờ chị không biết làm sao, chị nhờ cộng đồng mạng giúp giùm chị. Mình về sau hôm nay những gì em nói thì chị phải ghi nhớ lá nhá. Đặc biệt mình ở giải trọ á, mà có những bạn nào trẻ hoặc là mấy cái em mà nhỏ nhỏ 18, 19 hoặc là 20 hay mấy đó, mình tuyên truyền cho người ta hiện nay là cái tình trạng con tôi như vậy. Và đặc biệt rằng là trên mạng xã hội nó rất phức tạp. Mình nói với người ta để người ta tránh né được, người ta tránh né nhá. Bây giờ chiêu trò này là cái chiêu trò cũ mà. Rất nhiều chiêu trò, nhưng mà cái chiêu trò chị chia sẻ đó là em biết từ rất lâu rồi. Khổ, thật sự khổ. Rồi chị cố gắng nha, cái sự việc của chị anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình. Giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhá. Rồi, cảm ơn cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho em nha. Để kiếm con em về giùm. Rồi. Cảm ơn ạ. Rồi cuối video em chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là sớm biết có được cái thông tin của con trai chị ở đâu để giúp con trai chị sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị cảm ơn các em ạ. Rồi xin phép chào chị nhá. Xin phép em. Chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.